đoạn đường từ Phú Khánh đi về Sâu Quỳnh nha các bạn. Mình đang đi chạy về hướng Sâu Quỳnh. Đây, những ai đang ở đoạn đường Tân Thương, ta nhớ về kỷ niệm quê hương, đang ở số 7 nha. Phía bên phải của chúng ta sẽ nó là Ga Thí Thạch. Thế lộn, không phải Ga Thí Thạch, cái là gì ta? Trời ơi, hồi nhỏ mình ở đây mà bây giờ đi lâu quá mình quên. Đây, ai ở trong chỗ cái ga này, ai kỷ niệm nhớ cái ga này. Ở bên phải là có nhà cô Đào nè, nhà chú Trật nè. Lâu quá các bạn, đường xá nó cũng rộng xa xa hơn nữa. Hai phía bên phải, sau 5-10 năm nhà thời trang đồ xưa ở đây là chỉ là bãi đất ruộng thôi. Bây giờ toàn là nhà cao tầng không các bạn. Vào cuối nhà có chiếc xe con nữa kìa. Đấy. Và sống của chúng ta là mang rất là rộng khá. Mình xin giới thiệu các bạn, phía trước các bạn thấy cái cầu vượt đó, ở dưới chân cái cầu vượt đó, ở dưới cầu vượt nha, nó là nhà của chủ tịch nước Trần Đức Lương đó các bạn. Mình đang ở Quảng Ngãi nha. Đấy. Mình sinh sống ở đây, ở gần nhà chủ tịch nước Trần Đức Lương các bạn, ở phía dưới đó, ở trên cái đỉnh của cái tháp cho nó thấy có một nhà nhỏ, đó chính là cái nhà của Trần Đức Lương nha. Có nghĩa là nhà quê ngoại á, nhà quê hồi xưa chủ tịch nước sinh sống ở đây nha. Cái bên phải là có nhà bác sĩ Tấn nè các bạn. Ai ở gần khu vực này. Cái cầu này mới làm sao. Đây là cái cầu vượt, phía dưới nó là cái đường rầy xe lửa. Thì đúng ra là cái cầu vượt nó nằm phía bên kia, nhưng mà nó né nhà chủ tịch nước Trần Đức Lương cho nên nó làm qua bên đây. Đấy. Xung quanh núi rồi cái đèn luôn các bạn. Phía dưới nó là đường rầy xe lửa nha. Chúng ta đã đi hết cái cầu vượt. Wow, có hai em gái xinh tươi chắc đi ăn đám cưới này. Hôm nay đám cưới rất là nhiều nha. Hôm nay là chủ nhật các bạn. Hiện giờ đang là tháng 7 âm lịch, tháng 8 dương lịch. Thì đang vô mùa cưới. Đây các bạn thấy bên trái có cái đám cưới rồi đó. Đang vô mùa cưới các bạn. Ta đang tiến vô cầu Tân Diêm. Trong này ở cái này ở khá là xa nhà mình. Mình không nhớ nó là xóm gì nữa các bạn. Nhiều lắm. Ở đây nó có từ số 1, số 2, số 3 cho tới số 25, 27, 30, 31, 32, 33. Còn biết có số 35 không ta? 34, 35. Đấy. Cả như vậy nó có rất là nhiều xóm nha. Nhiều khi mình còn không phân biệt được, chỉ cần bước qua một cái cầu hay là bước qua một cái mương là nó đã trở thành xóm khác rồi nha. Đây là cầu Bằng An, cầu Bằng An, cầu Bà Nài, cầu Bằng An. Nhà của Sĩ Tiến. Đây là nhà của Sĩ Tiến Hủ Tiếu. Sĩ Tiến Hủ Tiếu, các con qua đoạn này thì nhớ cho mình một like với công minh nha. Sĩu Tiếm đang ở quê, hai bạn lo bác hủ tiếu làm ăn. Chuẩn bị tới có cây xăng. Đa số là nhà những người dân ở đây thì biết nhà của mình, nhưng mà mình không biết người ta, tại vì là mình còn nhỏ các bạn. Bên những người lớn á mình không biết, chứ gia đình mình ở đây rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết. Vô đổ xăng nha. Đổ xăng đang ở đây. Cây xăng 35 Quảng Ngãi.
ta tiếp tục hành trình. Sau khi đổ xăng xong, đang chạy xuống, lâu quá mình nhớ các bạn ơi, cầu Chung à, cầu Chung chưa thấy có cái thằng nào mà ở nhà mà còn không nhớ nữa, thì đi ra mấy cái địa danh khác thì nhớ hết. Cầu Chung à, cái đường này hồi xưa nó là hai chiều, bây giờ nó chuyển thành một chiều rồi. Ở phía bên kia nó có một đường, phía bên kia nó tách thành một đường, thì có lẽ là nó có hai cái lý do mà ở đây nó tách ra làm hai đường. Thứ nhất là khi chúng ta qua khỏi cái cầu này nè các bạn, khi chúng ta qua khỏi cái cầu này á, thì nó có cái cầu Chung, nó gọi là cái cầu Chung, là trôi qua đường này xe lửa bắc ngang, thì rất là dễ gây tai nạn ở cái đoạn này. Hồi nãy đầu ngoài á, chúng ta đi qua một cái đường ray xe lửa phải không, thì người ta làm một cái cầu, một cái đường bắc ngang lên để né đường ray xe lửa đó. Rồi ở cái đoạn này nữa các bạn, hồi xưa thì xe, tất cả xe ô tô đều phải qua cái cua này và chui qua cái cầu phía trên, nó có đường ray xe lửa, thì tất cả xe chạy hai chiều là bằng đường này cũng rất dễ gây tai nạn, do cái đoạn này các bạn thấy nó rất là hẹp nè, rất là nhiều vụ tai nạn đâm đầu vào cái tường này nè các bạn. Đây, hai cái trụ đâm đầu vào tường, và nhà ba mình là chuyên hàng do đá sửa xe, làm cái sắt các loại các bạn, thì hồi xưa cũng có làm cái rau tô, thì cứ lâu lâu là điện anh ơi vô có vụ tai nạn, vô xử lý là vô phải xẻ ra rồi kéo xe ra đó. Thì đó chính là, tức là ở ngoài kia là tránh tàu lửa, ở đây thì tránh tàu lửa với chui qua cái cầu đó các bạn. Và ở khúc này nha, ở khúc này thì xe ô tô cái lúc mà hướng chạy ra các bạn, nó chạy phía trên núi vậy các bạn, ở trên đó nó mở một cái đường nữa nó chạy vô đây. Chút nữa chúng ta chạy xuống dưới kia mình sẽ thấy cái đường nó chẻ làm đôi nha. Đấy, thì nó chiên ra làm hai đường. Chỉ có ở cái đoạn lúc nãy là có đường đôi hai đường, giờ chúng ta qua khỏi cái đoạn này đi xuống dưới kia sẽ có thêm một đoạn nữa, nó chạy làm đôi nữa nha. Đây, đi vô thành phố Phan Rang 414 cây. Ai điện hình như là ok, mình nghe điện rồi. Cái đỉnh dốc này là phía bên trái là có nhà của bạn gì xưa học chung lớp với mình, quên tên rồi đó, lâu quá quên, Chung Khối. Đây là cái dốc này gọi là dốc gì ta, Tăng Diêm mà, dốc Tăng Diêm không nhớ, đi lâu lắm rồi các bạn ơi, 10 năm rồi, cũng qua Đà Nẵng. Ta đang sửa dốc nha. Phía dưới có đường sắt các bạn, đường này xe lửa. Wow, xe 43 đi vô nhiều quá vậy ta. Người ta đang đi hướng đi vô Sài Gòn đó các bạn. Đây là mình đang đi hướng từ Bắc vô Nam đó các bạn. Hướng mình đang chạy là hướng từ Bắc vô Nam. Phía bên trái nó là cánh đồng muối nha các bạn. Đây, ở Quảng Ngãi của mình nổi tiếng là cánh đồng muối, là nơi sản xuất muối nha. Ngư dân ở đây người ta sống bằng nghề muối các bạn. Mỗi nhà đều có một ruộng muối, giống như là những nơi khác mỗi nhà đều có cái đồng ruộng nha. Thì ở đây người ta không có làm ruộng mà người ta làm muối. Phía bên trái sắp tới mình sẽ qua cái nhà muối Sâu Bình, người ta đã làm rầm rộ một thời, mở ra cái đầu mối Sâu Bình, rồi cuối cùng người ta dẹp cái đầu mối. Có lẽ là do cách quản lý hay là cách ăn ở sao các bạn, dẹp luôn cái đầu mối rồi. Người ta những nước khác phải đi nhập muối, mình thì là nơi có muối sản xuất mới mà không
không biết làm cho cái đầu ra nó tốt các bạn, cuối cùng là dẹp bỏ, thậm chí ngay cả bây giờ mình cũng phải đi nhập muối sạch về mình ăn nữa. Wow, đám cưới, hai cái đám cưới, bây giờ chúng ta đi ngang qua hai cái đám cưới rồi nha. Đây những ụ, đây là những ụ muối nè các bạn, đó ụ muối. Đây phía bên trái chúng ta là cái nhà muối tinh khiết chất lượng cao Sa Huỳnh, đó làm ra cũng báo chí rồi cũng rầm rộ lắm mà cuối cùng bây giờ đang dẹp bỏ các bạn. Phía xa xa chúng ta thấy là cánh đồng muối nha, người dân ở đây vẫn còn đang làm muối nha các bạn, vẫn còn đang làm muối. Cái nhà muối Sa Huỳnh đang dẹp bỏ. Đấy, muối là cái đĩa cục cục cục. Đây một đường Hồ Chí Minh, một đường Sa Huỳnh. Khúc này thì nó chia ra làm hai đoạn đường cao tốc, ai đi vô Sài Gòn sẽ quẹo trái, còn ai đi vô trong nội ô thì chạy thẳng. Chúng ta đi đường bên trái cũng được nha các bạn, đường bên trái nó không hạn chế xe máy, đó là một cái đường riêng dành cho xe con, xe lớn chạy ha, không có gì hết. Chúng ta đang đi về Sa Huỳnh. Hai đường song song các bạn. Chúng ta chạy đường nào cũng được các bạn. Chúng ta đi Sài Gòn, chúng ta đi đường đây cũng được, không có vấn đề gì hết. Dành cho khi mà xe lạ và xe tải, xe khách đó, và khi mà chúng ta từ Bắc đi vô mà xe lạ người ta chưa đi lần nào, chắc chắn người ta sẽ đi đường kia. Tại vì cái bản đồ nó chỉ đi Sài Gòn đi hướng kia, chứ đường này nó không chỉ đi Sài Gòn. Nhưng mà nếu mà những người dân ở đây thì ta biết người ta đi đường này cũng được, không sao hết, không cấm xe bốn bánh nha. Đây một cái cầu vượt qua, đấy cái cầu vượt qua bên đây nó giống gần như là đường cao tốc các bạn, nhưng mà không phải đường cao tốc, nó nói chung là ít xe, không có xe máy, rồi chỉ có xe lớn thôi. Tại vì cái đường nó băng ngang qua ruộng qua núi rồi thì đâu có chiếc xe máy nào mà chạy cái đường đó. Từ khi chạy từ đầu điểm này tới cuối điểm kia thôi, chứ còn không có xe máy nào mà ngừng giữa đường để quẹo vô nhà, chứ giữa đâu có nhà đâu, cho nên hầu như là xe máy ít chạy vô. Để lâu nhiều khi mình xách xe máy mình đi khám phá rồi thì ok. Chúng ta chuẩn bị đang xuống với Ủy ban Nhân dân Thành Đức. Qua cầu Thành Đức vậy. Quê hương cuối mặn từ sau. Ở đây cuối không hả? Cây xăng của bà Chín. Cây xăng của bà Chín. Cầu Tân Diêm. À đây. Đây là cầu Tân Diêm. Không biết có nhà hàng nào ở cầu Tân Diêm không ta? Ở cái khối của mình học ở đây rất là nhiều nha. Cầu Tân Diêm, cầu Tiêm Văn. Ok, bây giờ mình sẽ quẹo trái vô đây. Quẹo trái vô xuống Thành Đức 2. Đang qua cầu Thành Đức. Hồi xưa cái cầu Thành Đức này nó đặc biệt lắm nha các bạn, nó giống như cái cầu khỉ á, mà nó không phải cầu khỉ mà nó là cái cầu bằng gián, người ta lấy tre người ta lót ngang xong rồi chạy qua, nó lùm bùm lùm bùm, người ta gác cái cây
thanh dài, xong người ta gác những cái cây tre ngang. Rồi mình chạy qua nó rất là nguy hiểm. Ôi trời, một lần chạy qua là một lần đứng tim, mà phải là cứng cựa mới chạy qua được nha. Đây xung quanh chúng ta thấy ở đây người ta làm nghề biển các bạn, neo đậu. Những ở đây người ta nuôi hào nữa mà, những cái lồng phía dưới là nuôi hào nè. Đây đây chúng ta thấy có những cái lồng này là nuôi hào nha, đó, nuôi hào với nuôi cá, hào với cá ở đây. Những cái ghe này là những cái tàu này là người ta đi biển một ngày các bạn, chiều sáng đi xong rồi chiều vô. Những cái ghe này là ghe đi một ngày nha, ghe đi một ngày, sáng đi chiều vô nha. Nước nó rút xuống là nó cạn queo luôn. Mình cũng đã từng đi một vô bắt ốc ở dưới này. Lúc 11, 12 giờ đêm á, nước nó rút xuống thì chúng ta sẽ đi một vô bắt ốc. Ở đây có nhà bạn Linh, là bạn học chung khối với mình nè, tìm thuốc Linh nhớ comment nha. Đó. Đi xuống đây, đây là quê vợ các bạn. Các bạn biết là khi nào mà một ai mà khi mà đi xuống nhà quê vợ, chắc chắn là ở cái khu đó sẽ có nhiều người rồi, hồi trước mém làm vợ chứ phải không. Ồ, ở đây nhà bạn gái dưới đây nhiều lắm mà bí mật không có khai được, khai ra là chết cả đám nha. Đây là đường Thành Đức 2, chúng ta đang đi, mình đang đi xuống nhà vợ, hai đứa con đang đợi ba xuống nhà. Trưa giờ đi làm và tối giờ đi làm, bây giờ mới chạy xuống. Rồi sắp tới đây nè, ok đã tới nơi. Đây. Đây, ba vợ mẹ vợ ngồi éo éo. Đi làm chứ vui đâu, vui. Dì Hấu đâu? Theo, dì Hấu còn chưa dậy luôn hả? Chị Hai còn chưa dậy luôn. Theo. Chưa dậy luôn. Giấu nó răng rửa mặt chưa? Giấu nó răng rửa mặt chưa? Thôi ba đi về đây. Con gà đó. Giấu nhớ ba không?